Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng 2. Vòng này có tên gọi là cùng đối đầu. Nhưng mà trước khi hai đội đối đầu với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyền hồi sinh của mình để giải cứu cho một người đang ở trong căn phòng trống. Hai người mà được hai đội dùng quyền hồi sinh là ai? Xin mời. Chào đón các em quay trở lại với chương trình Mời hai em về đội. Thank you. Thì là bên đây cuối cùng mình quyết định mình giải cứu cô gái này. Còn em gái này dù sao đi chăng nữa cũng rất là thông minh. Vậy là hai tụi anh mới chọn. Nhờ cái em này lôi kéo anh vào cái vị trí đúng ở câu đầu tiên đó. Đầu tiên tin tưởng. Bên đây sao em, mình ra đi sớm quá. Giờ được quay trở lại thấy cảm giác thế nào? Dạ em được sống lại mới vui. Mai mốt là sợ ăn thịt heo luôn á. Bỏ luôn. Như vậy là các bạn đã có những thành viên mới quay trở lại với đội của mình. Và chúng ta sẽ cùng tham gia vòng này có tên là cùng đối đầu. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội một và đáp án sẽ hiển thị trên màn hình. Chỉ có điều là đáp án của chúng ta các ký tự đã bị hoán đổi vị trí với nhau. Các em sẽ dựa vào câu hỏi của anh và nhìn cái dãy ký tự đó để đoán ra được đáp án chính xác. Vòng này sẽ kết thúc khi một trong hai đội không còn thành viên nào cả. Và cái đội còn lại đương nhiên sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ hãy cho anh biết đội của Thủy em sẽ chọn ai đầu tiên? Em đi. Kim Yến. Còn đội anh Long? Không có can đảm. Mình là đội trưởng, mình phải xung phong. Đây là chiến lược của em mà. Không có chiến lược gì, mình phải làm can đảm. Bên đội anh quyết định. Đi lên. Ok vậy anh Long, anh nói đội trưởng phải đi đầu, phải thể hiện can đảm rồi kia, rồi cuối cùng anh đưa bé lên là sao? Tại vì bên đội anh Chi là người thông minh nhất, để xem anh cứu em có đúng hay không. Mời hai bạn tiến lên phía trước. Rồi bên Yến thì trước nha. Câu hỏi dành cho Yến. Ngọn đèo nổi tiếng được nhắc đến trong bài hát Tàu Anh Qua Núi, bắt đầu. Hải Vân. Nói đầy đủ. Đèo Hải Vân. Chính xác. Đèo Hải Vân. Mình phải nói hoàn toàn chính xác cái từ khóa của đáp án. Chúng ta đến với Chi. Đảo Tôm Hùm là biệt danh của hòn đảo nào ở Khánh Hòa? Bắt đầu. Đảo Bình Ba. Chính xác. Yeah. Thấy chưa? Anh nói rồi. Anh ơi mới con câu một anh. Quay lại với Yến. Trên hộ chiếu Nhật Bản có hình ảnh loài hoa nào? Bắt đầu. Hoa anh đào. Sai. Hoa cúc. Chính xác. Đó là hoa cúc. Tiếp. Chi. Mùa hoa nào ở Đà Lạt rơi vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm? Bắt đầu. Tháng 4 hả? Hoa thì hoa gì dược vậy? Không có gì. Tiếp tôi biết không phải phượng tím đúng không? Chính xác. Đó là hoa phượng tím. Yến, câu hỏi dành cho em. Chùa Bà Đanh nổi tiếng nằm ở tỉnh nào miền Bắc? Bắt đầu. Hà Nam. Chính xác, đó là Hà Nam. Tiếp theo Chi. Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam? Bắt đầu. Văn Cao. Chính xác. Này mình được học từ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ai là người Việt Nam thì cũng sẽ biết bài Quốc ca và biết tác giả đã viết nên cái bài hát này. Yến, câu hỏi dành cho em. Một món ăn bình dân ở miền Nam thường được bán trên các xe đẩy. Bắt đầu. Gỏi đu đủ. Sai. Gò. Củ hủ dừa. Sai. Hết giờ. Rất tiếc. Đây là một cái món ăn đúng là rất bình dân, rất quen thuộc. Đó là món gì? Hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ. Ngày trước á, anh cũng thường xuyên ăn cái món này. Lúc đó cái hủ tiếu gõ bán có khoảng 2-3 ngàn một tô thôi. Ủa anh ăn vô có 2-3 ngàn. Bây giờ là 20-30 đó. Bây giờ đội của Thủy sẽ cử ai lên thay thế cho Yến nè. Tuấn Anh lên đi em. Dạ. Tuấn Anh, mời em vào vị trí. Bình tĩnh. Nhìn câu hỏi nha.
hai bạn là những người vừa mới được hồi sinh, để xem có ai trụ lại được nha. Câu hỏi sẽ dành cho Chi. Một địa danh với công trình kiến trúc đền tháp văn hóa Champa ở miền Trung. Bắt đầu. Thánh địa Mỹ Sơn. Chính xác. Em là người miền Trung mà. Chi. Em quê ở đâu? Em là gốc Thừa Thiên Huế, đẻ ra ở Quảng Bình, em vô Đồng Nai, trời ơi. 12 em ra Bình Thuận. Cái câu hỏi nào mà liên quan tới những cái vùng đất mà em từng đi qua, từng sinh sống là em đều rành hết đúng không? Ngon lành luôn. Giờ tới em đây Tuấn Anh. Người khiến gia đình Thúy Kiều trong tác phẩm truyện Kiều bị vu oan và gặp nạn. Bắt đầu. Thằng bé rồi. Chi? Lớn lên. Thằng bé. Hết giờ rồi. Người mà trực tiếp gây ra cái biến cố cho cuộc đời của Thúy Kiều trải dài suốt 15 năm vu oan cho gia đình Thúy Kiều, đó chính là thằng bán tơ. Trời ơi, bán tơ. Có tên xuân sắc tên là bán tơ. Thấy em trai đó nói ra được cái chữ thằng bán rồi mà không biết bán cái gì. Bây giờ đội mình hơn đội bên kia rồi đó em. Dạ. Mình có 3 người, bên kia còn 2. Cổ vũ em một chàng vỗ tay được không? Vỗ. Giờ hai chị em, ai lên nào? Dạ em Thu Lê đúng không? Dạ. Mời em vào vị trí. Không rung, không rung. Chi của đội chuồn chuồn. Em xứng đáng với cái sự mà hồi sinh từ đồng đội của mình. Thế cờ có vẻ đã hơi nghiêng về phía cái đội chuồn chuồn. Câu hỏi dành cho Chi. Con gì thay áo suốt ngày, hết hồng đỏ lại xanh ngay tức thì? Bắt đầu. Con gì thay áo hả? Thay áo suốt ngày, hồng hết hồng rồi. Con tắc kè hoa. Chính xác. Yeah. Hay quá chị ơi, hay quá chị ơi. Em dựa vào cái câu hỏi của anh như là một gợi ý hay là em ráp chữ? Chữ nó loạn xạ sẽ rất là mất thời gian để mình xếp, cho nên em sẽ dữ liệu của câu hỏi là đó, cái quan trọng. Đó là cái kinh nghiệm á, chúng ta đến với Thu Lê. Biểu tượng cổ đại của đất nước Ai Cập, bắt đầu. Kim tự tháp. Chính xác. Được xem như là những cái công trình mà đến bây giờ thật ra người ta vẫn không lý giải được là tại sao cách đây bao nhiêu ngàn năm về trước, cái người thời cổ xưa đó có thể xây dựng được những cái công trình như vậy. Tất cả phải đều làm bằng sức người, mà nó chính xác đến mức những cái tảng đá nó kê vào nhau, người ta dùng một cái lưỡi dao mỏng người ta đưa vào giữa không được luôn. Ha, mình quay trở lại với Chi nè. Em cứ mỗi lần nghe anh gọi Chi là em cứ cảm thấy tim em nó đập bịch 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 vậy đó. Bình tĩnh. Đây là giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes. Bắt đầu. Đây là giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim. Cái gì đây? Cái này là giải thưởng phim thì sẽ thường là sẽ là cắn nhiều vàng. Cắn không vàng. Cắn cỏ vàng. Đây. Cắn cỏ vàng. Rất là tiếc. Bởi vì bạn ấy đã nói đúng đáp án nhưng lúc đó thời gian vừa hết, chỉ cần sớm một tích tắc thôi coi như là cái câu này Chi cũng đã vượt qua. Đáp án của chúng ta là cành cọ vàng. Bây giờ hai anh em ai sẽ là người tiếp theo? Em đi. Mời em. Câu hỏi dành cho Thu Lê. Vận động viên bóng rổ Việt Nam nào tại SEA Games 30 cao hơn 2m? Bắt đầu. Đoàn Thúy. Đoàn. Cũng đúng là rất là khó cho cô gái này. Cô gái mà nhiều khi cũng đâu quan tâm lắm đến thể thao đâu đúng không? 2m làm sao? Tên cầu thủ đó là Đặng Quý Kiệt. Còn một mình đội trưởng Thu Thủy thôi. Thưa quý vị, mời Thu Thủy tiến lên. Em muốn chơi nhanh lòng mà. Tôi không cần phải đưa tôi ra. Anh ơi, chắc chắn rồi, chưa chắc. Nếu như bây giờ mà Quyên mà thua thì anh phải lên đối đầu với Thủy à. Nhưng mà anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ thua. Để vì bao nhiêu kiến thức của anh đã đưa vào cho em hết rồi. Đưa bằng cách nào vậy anh Long? Đừng. Thần giao cách cảm. Bình tĩnh. Câu hỏi dành cho Quyên. Một loại thức uống dân dã có mặt tại hầu hết các hàng nước ở Hà Nội. Bắt đầu.
Anh ơi, là gì? Nước vối. Đáp án là nước vối. Trời ơi. Tại sao? Bởi vì anh Long là cái người đi nhiều nơi, anh có nhiều kinh nghiệm hơn bạn ấy. Anh đã từng uống rất là nhiều, ăn rất là nhiều món. Trời ơi, nước vối, trời ơi, chết rồi. Đứng ở bên ngoài thường chúng ta rất là bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng mà khi đứng ở cái vị trí đó rồi thì mọi chuyện nó sẽ khác đi. Anh Long, anh muốn trải nghiệm đúng không? Em mời anh bước vào vị trí. Ước mơ của em thành sự thật. Một cuộc tranh tài kịch tính giữa hai đội trưởng. Không, mà công nhận lên đây hồi hộp thật luôn. Ổn không anh? Chị nó quá bình thường. Dạ, em hy vọng rằng anh quan sẽ bình thường. Quan trọng là bây giờ là ai sẽ là cái người được hỏi. Dạ, Thủy với mấy à, anh. À, Thủy ơi, tạm biệt em. Chưa gì hết trơn mà anh nói vậy rồi. Chắc gì người ta phải đi về. Anh câu hỏi này đó. Câu hỏi: ông Hoàng nhạc pop là biệt danh của ca sĩ nào? Bắt đầu. Michael Jackson. Chính xác. Yes. Lòng ơi chúc lòng may mắn nha. Cá hồi thường làm gì trước khi đẻ trứng? Bắt đầu. Nhanh lên. Bơi qua dòng nước lạnh. Sai. Không, bơi qua dòng nước nóng. Sai. Bơi qua dòng nước nóng. Sai. Anh Long nói được cái từ bơi. Nhưng mà vì bơi qua dòng nước lạnh rồi bơi qua dòng nước nóng. Trong khi đáp án của chúng ta là bơi ngược dòng. Như vậy là đội trưởng Kim Tử Long đã bị cái chiếc cách sắt đè bẹp. Còn lại một mình Thu Thủy. Chúc mừng em Thủy Linh Phương Anh. Đây, bây giờ anh sẽ mời em gặp lại những thành viên trong đội của mình nha. Chắc họ đang rất là vui đây. Chị ơi, chị giỏi nhất. Giỏi quá. Thu Thủy. Bây giờ cái quan trọng là mình đã giữ được cái số tiền thưởng mà mình đã có ở vòng 1. Bây giờ mình có một cơ hội mang về thêm một chiếc két sắt 50 triệu nữa. Các em nghĩ sao, thi tiếp không? Cố lên. Em tin chị, em tin chị. Tụi em tin chị hả? Chơi tin hả mấy đứa? Tin chị. Thôi chị chơi hết mình luôn đi. Chơi hết chơi. Và thưa quý vị, trước khi đến với vòng đặc biệt, hãy dành cho Thu Thủy ít phút để nghỉ với Lao, tập trung tinh thần để bước vào cái vòng thi quan trọng này nha. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng đặc biệt của chương trình. Vòng này có tên là Được hay Mất. Yeah. Vòng này có tất cả là 5 câu hỏi. Và trong số 5 câu này có 2 câu là đáp án những con số. Em cứ nói là một con số bất kỳ. Nếu như mà cái số đó nó nhỏ hơn đáp án, anh sẽ nói lên. Chừng nào anh nói đúng là đúng. À, yeah. Còn nếu mà cao quá anh kêu xuống. Thì em sẽ tự em tuột số đó xuống. Dễ không? Dạ. Yeah. 5 câu trong vòng 90 giây. Oh, 90 giây là phải nhanh lắm. À, và những cái câu còn lại đó, em cứ nói nhiều đáp án đi. Biết đâu trong số những đáp án mà em nói ra nó có đáp án chính xác thì sao? Còn khi nào mà em thấy cái câu nào mà em đoán hoài đó không ra, em có thể em nói rằng bỏ qua. Thì lúc đó anh sẽ dừng thời gian lại. Dạ. Để em bình tĩnh hơn. Dạ rồi. Rồi, mời em vào vị trí. Chúng ta có tất cả là 5 câu để cho Thủy trả lời trong khoảng thời gian là 90 giây. Nếu trả lời đúng hết thì mình sẽ có 50 triệu đồng dành cho đội tia chớp. Câu số 1: sân vận động lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? Bắt đầu. Cứ nói đi em. Thủy nói đi. À, sân vận động lớn nhất nằm ở quốc gia nào? Dừng. Em ơi, anh vừa mới nhắc, tức là em cứ nói đi. Em cứ đọc hết những cái đất nước mà em nghĩ đến trong đầu của em đơn chi. Một lát nếu như quay trở lại thì em có thể em loại bỏ những đáp án sai mà em nói trước đó. Cho nên là cứ mạnh dạn cái nói ra những cái gì em nghĩ trong đầu. Đừng ngại đúng sai, Thủy nha. Bây giờ câu số 2, đáp án sẽ là con số, Thủy nha. Đảo Phú Quốc có diện tích bao nhiêu km vuông? Bắt đầu. 200, lên. 300, 400, lên. 500, 600. Xuống. 500. Lên. 600, 550. Lên. 506, 507.
xuống. 530, 520. Từ từ thôi em, lên. 540, 550, 560, 500. Từ từ. 560. Lên. 56, lên. 565. Lên. 567. Chính xác. Em hiểu không? Em phải nói ra những con số như vậy và em phải chờ xem coi đáp án của em đúng hay sai cái đã. Dạ. À, chứ nếu em nói nhanh quá anh chưa có kịp xác nhận. Dạ. Như vậy là mình đã có được một đáp án đúng là câu số 2. Câu số 3. Ai đã đạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2019? Bắt đầu. Biết tên nào mình cứ đọc ra tên đó. Qua đi anh. Rồi, ngừng lại. Thôi được rồi, bây giờ cứ tạm gác câu đó lại đi nha. Mình đến với câu tiếp theo là một cái câu hỏi mà đáp án nó cũng là một con số. Năm 2019, Australia đã hoàn thành chuyến bay thẳng dài nhất thế giới với bao nhiêu km? Bắt đầu. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 16.800, 16.700, 16.600, 16.500, 16.400, 16.300, 16.001, 16.015, 16.020, 16.022, sai, lên. 17, xuống. 16.800, xuống. 16.007, xuống. 16.055, xuống. 16.050, xuống. 16.004, xuống. 16.045, 16.035, lên. Kết thúc, chiếc két sắt rơi xuống. Ở đây có một cái sự nhầm lẫn, hoặc là do thời gian gấp quá cho nên Thủy nói nó bị sai. Thủy nói là 16.600, 16.500. Nhưng nãy Thủy nói rằng 16.050 thì có nghĩa là gì? 16.050. À, chứ không phải là 16.500. Con số chính xác của chúng ta là 16.000. Hồi nãy Thủy đã nói 16.003, tức là 16.300. Cho nên Thủy chưa có được đáp án chính xác ở câu này. Trở lại với cái câu đầu tiên, sân vận động lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia nào, các bạn có đoán được không? Đó là ở Triều Tiên. Ai đạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2019? Đó chính là vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Đây là vận động viên điền kinh. Rất tiếc là khi đội tia chớp đã không vượt qua được vòng thi cuối cùng này, chiếc két sắt 50 triệu đồng vẫn ở nguyên vị trí cũ để chờ những đồ chơi của tuần sau. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Chọn Đâu Cho Đúng cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền Việt Nam thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ hai trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.